Hôm nay một ngày rất đặc biệt vì gia đình mình đã hoàn thành xong căn nhà cho mẹ. Tụi con đã thỉnh được ngày địa tạng, tụi con đặt tận Đà Nẵng để chuyển vô tận Đồng Nai. Phải mất 2 tháng ngày mới tới đây được đó mẹ à. Gia đình mình ai cũng vui và hạnh phúc. Tụi con cũng đã làm xong hàng rào rồi, trồng cỏ, trồng thêm hoa sen, hoa hồng. Mọi thứ đã xong xuôi. Quỳnh bây giờ chuẩn bị quét dọn, lau chùi, sạch sẽ tươm tất. Để chiều gia đình mình ra thăm mẹ luôn. Tranh thủ còn sớm, Quỳnh đi ra chợ mua ít hoa, trái cây để cúng Phật và mẹ. Đoạn đường quen thuộc này có rất là nhiều kỷ niệm với mẹ. Lúc mẹ còn sống thì ngày nào cũng chở mẹ vô chùa. Trên đường đi thì cười nói rất vui vẻ và giỡn với mấy đứa cháu. Cũng đoạn đường này, ngày mẹ mất, Quỳnh biết mình mồ côi nên đã òa khóc như một đứa trẻ. Nhưng cũng đoạn đường này, ngày hôm nay lại cảm xúc khác. Vui vì tụi con đã làm được ngôi nhà khang trang cho mẹ. Có một chút buồn vì những kỷ niệm của mẹ và gia đình của mình đã hiện về. Hôm nay Quỳnh sẽ chọn cho mẹ những bó hoa thật tươi để mừng tân gia cho mẹ. Hồi đó mẹ hay dặn, Quỳnh nhớ chưng hoa, đừng để hoa héo nha con. Héo là phải thay liền, cho nên bây giờ cứ 2-3 ngày là Quỳnh vô thăm mẹ, sẵn thay hoa luôn. Hồi còn trẻ mẹ rất thích hoa tím, nhưng hôm nay mẹ có nhà mới, hoa tím buồn lắm, cho nên chọn cho mẹ hoa vàng nha. Rồi chọn thêm trái cây cúng Phật, rồi đặt thêm trên mộ mẹ. Hôm nay con cũng vô thăm mẹ luôn. Bữa giờ đi làm cho nên con không biết mọi thứ khác và nhanh quá. Con cảm thấy mình thật may mắn khi có một người vợ lúc nào cũng lo chu toàn mọi thứ. Mới hôm nào chưa có cái gì cả, mà hôm nay đã xong xuôi tất cả. Cỏ thì mọc xanh tốt, hoa thì nở thật đẹp, và bình an nhất là thỉnh được ngày địa tạng rồi. Rồi tụi con thay hoa, thay trái cây, rồi bật đèn lên. Nhưng mà đèn hơi tối, để mai tụi con làm thêm cái đèn năng lượng mặt trời để cho thật sáng nha mẹ. Vậy là bây giờ trung thu nè, rồi lễ Tết, tụi con được ở với mẹ lâu hơn. Rồi mấy bữa sau cho tụi nhỏ ra để chơi với mẹ luôn nha. Mấy nay tối ngủ Ngọc cứ nói nhớ mama hoài. Ngọc còn nhớ mama nhiều lắm. Mới 2 ngày trước Ngọc hỏi chừng nào mama mới về. Ngọc nói là Ngọc không muốn làm người lớn đâu, bởi Ngọc sợ Ngọc làm người lớn sau này mama sống lại sẽ không còn nhận ra Ngọc nữa. Con ngoan đi, con lớn đi rồi mama sống lại nha. Cứ nhớ mama, con hay nhớ cô chỗ nhiều mà. Đừng nhớ mama mới dạy con, mama dạy con, chứ mà con thấy mama đi đâu. Mama đi đâu rồi con ơi, mama có thấy mama. Nhiều khi mấy đứa nhỏ hay hỏi mama mất rồi sẽ đi về đâu. Mama mất rồi sẽ đi vào tim của gia đình mình. Hôm nay tụi con đã làm xong nhà mới cho mẹ rồi. Chắc là mẹ vui lắm phải không mẹ? Trời chiều có những cánh chim lạc đàn tìm mẹ, cũng như tụi con lâu lâu giật mình tỉnh giấc, thảng thốt gọi mẹ ơi. Bao ngày nghỉ thì hôm nay bé Hồng đã chính thức đi học lại. Ừ. Đi học có vui không con? Con có vui không? Hôm nay ba cũng ở nhà, ba ở nhà không mà không có bé Thông ở nhà chơi với ba. Ngày mai nghỉ hay đi học con? Ngày mai bé Thông đi học hay ở nhà? Sáng bé Thông kiếm chuyện hả Quỳnh? Sáng bé Thông kiếm chuyện với mẹ hả? Thông kiếm chuyện với mẹ không? Thông ơi. Ba kia kìa con. Sáng Thông kiếm chuyện với mẹ hả? Hôm nay đi học con có vui hay không? Con ơi, mai sao Quỳnh? Ngày mai ba mẹ đừng có chửi con. Có nào ba chửi bé của ba đâu. Đâu giờ mẹ chửi con đâu con. Hồi nào ba chửi con hồi nào. Hôm nay đi học được cô có thương hay không? Vui không con? Vui. Con cô có la con gì không con? Không. Con có hốc không? Hốc. Trời ơi sao con hốc vậy con? Căng lắm mẹ.
Nhớ mẹ. Nhớ mẹ với ba. Trời ơi, về mai cho nghỉ học đi Quỳnh. Nghỉ thôi. Rồi nghỉ xong rồi lấy gì ăn. Chị hai lát học nghỉ nha. Dạ. Không ôm chị hai vô Quỳnh. Đâu, từng đứa chứ. Ừ. Ừ, cưng lắm á. Ba chút xíu có bơi không? Có, con học nghỉ xong rồi rồi con bơi với em. Kẹo gì á? Kẹo nè. Nhà nghĩ sao nhà bán kẹo mà con đi mua kẹo nữa. Ngọc mua ba. Mua ở đâu? Ai tấp vô vậy? Ông ngoại. Ông ngoại rút con có đúng giờ không con? Dạ có. Ông ngoại có rút con trễ không? Không. Không trễ đúng không? Lát kia đi vô hầm mama đúng không? Có. Ông ngoại á. Ông ngoại rút lâu lắm. Ông ngoại rút lâu lắm, đi học đã không thích rồi mà còn ông ngoại rút lâu nữa. Rồi con có chờ ông ngoại không? Ông ngoại rước con trước không à nè. Ừ. Rồi con có buồn không? Có. Rồi con có nói với ông ngoại là ngày mai rước con sớm không? Có. Nhưng mà con là người đi ra trễ nhất hả? Các bạn được ba mẹ rước hết rồi hả? Dạ không. Dạ không có. Mấy mẹ tu rước. Tu rước luôn. Vậy là con là người được rước đầu tiên phải không? Vậy là mà lâu gì chị? Chị lát tắm xong rồi vô hâm quại đúng không? Vâng. Bao nhiêu lâu Quỳnh không vô? Lâu lắm. Đâu mới có mấy ngày. Ông ngoại rước lâu. Ông ngoại rước lâu. Ông ngoại rước lâu. Con ra. Mẹ, con mấy mẹ đón trước cho mẹ. Ừ. Vậy lát vô mép bà ngoại nhớ không? Mấy mẹ con lát đi hâm bà ngoại. Mẹ, bà muốn chị với bà với mẹ. Ok. Ok. Vô hâm mama nha. Ba chị với con, mẹ chị với con chị. Yeah. Con có cho chú Hải Phúc đi với con hay không? Cho có cho không? Hả? Cho. Con có cho cô Linh đi. Con cho cô Linh đi không? Ngọc. Ngọc thích cô Linh hay chú Hải? Em đâu. Không, Ngọc thích cô Linh hay chú Hải? Em gấu cơ. Em gấu thôi. Em gấu cơ. Hôm nay Nhi học gì mà mặc đồ ngộ vậy? Tập thể dục ba. À, ngồi xuống đàng hoàng con ngồi xuống. Gái không nhảy tưng tưng vậy. Mẹ chết tắm nắng tay cho con. Sáng kêu dậy rồi dậy đi học. Yeah, miệng nó thì không đi nhưng mà là chân vẫn bước. Bước nhưng mà có kiếm chuyện. Nước mắt vẫn rơi. Nghe là cũng khóc hết. Nhưng mà lòng muốn đi học. Mình nói chào chơi chất hết. Thương lắm á, cục vàng á. Trời ơi, mẹ ôm miếng nha, cục vàng của mẹ. Hôm nay cô dạy con gì ạ? Hôm nay con đi học, con ăn cơm với gì? Cơm với cá. Cá hả? Con tự múc hả? Không có. Con hơi có trái bụng. Trời ơi. Vậy là con không ăn gì luôn hả? Không có, không có ăn. Rồi từ sáng giờ con ăn chưa? Mà con không có cho ăn ba. Cô không cho con ăn hả? Sao cô không cho con ăn? Cô cho chơi thôi. Cô chỉ cho chơi một ngày luôn á Quỳnh. Để hả con? Không. Con không có đói bụng ba. Hả? Ý là con không có đói bụng á, là cô không đút luôn. Hả con? Để mẹ gọi cho cô thử nha. Nha. Con không có ăn cơm. Chứ con thích ăn gì? Chứ con thích ăn gì? Hết. Con thích mẹ đút cơ. Mẹ đút cơ. Ở nhà mẹ cũng đâu có đút đâu. Mẹ con thích mẹ đút. Vậy bé tự múc bé ăn nha, bé lớn rồi mà. Ôi tự lập ghê chưa? Hạt của con tự nút hả? Ừ, đúng rồi. Ừ. Rồi. Nó hát dài ra vậy ta? Bơi, nghề là cũng ráng bơi á. Dài ha. Rồi thôi ơi. Chuẩn bị vô tắm nữa. Đánh mực ông Ngọc nói nè. Ừ, rồi bye bye cô chú đi rồi mày đi tắm cho rồi. Bye bye. Bye bye cô chú. Bye bye. Tạm biệt con. Rồi tạm biệt hai đứa nha. Mẹ bye bye mọi người đi. Giờ tắm đi vô hâm ngoại đúng không? Vô mama. Đi, bye bye mọi người.
Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hài hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah.